kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cứ vào tháng 3, tháng 4 là mùa hoa nhãn Hưng Yên nở rộ. Đây cũng là thời điểm thu mật của các hộ nuôi ong. Đây là một đặc sản Hưng Yên, đặc trưng bởi màu vàng cánh gián tự nhiên, vị ngọt, thơm mùi hoa nhãn và khi sử dụng thì mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Không chỉ đảm bảo về chất lượng, Hưng Yên đang nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu mật ong hoa nhãn. Và trong mục chuyện từ Phú Hiến sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hành trình xây dựng thương hiệu mật ong hoa nhãn 4 sao của công ty mật ong danh vị qua sự chia sẻ của ông Lê Thanh Phú, giám đốc công ty. Còn trước tiên sẽ là những thông tin tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, GRDP quý 1 ước tính tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,88%, công nghiệp xây dựng tăng 7,0%, trong đó công nghiệp tăng 6,68%, xây dựng tăng 10,07%, dịch vụ tăng 14,02%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,31%. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP quý 1 năm 2023 của Hưng Yên xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 5 trên 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Ngành công nghiệp tiếp tục là điểm sáng có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên trong quý 1. Ước tính tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 6,68% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 3,68% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Khác với tình hình chung cả nước, trong quý 1, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phát triển khá, đặc biệt là hoạt động xây dựng tại các khu đô thị lớn như khu đô thị Eco Park, khu đô thị sinh thái Dream City và khu đô thị Đại An có quy mô đầu tư xây dựng lớn trong thời gian qua. Tăng trưởng ngành xây dựng ước tính đạt 10,07% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,58% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Quý 1 năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 113,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên 7.100 tỷ đồng, tăng 25,17%, lưu trú ăn uống là trên 770 tỷ đồng, tăng 64,15%, doanh thu du lịch lữ hành trên 10 tỷ đồng, tăng 400,33%. Doanh thu dịch vụ khác trên 11.000 tỷ đồng, tăng trên 300%. Thông tin tại buổi họp báo sáng ngày 29 tháng 3, Tổng cục Thống kê cho biết với tốc độ tăng 3,32%, GDP nước ta ghi nhận mức tăng trong quý đầu năm thấp thứ hai trong vòng 13 năm. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% và mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76%. Khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91%. Khu vực công nghiệp và xây dựng, một trong những động lực chính của nền kinh tế, chứng kiến sự suy giảm trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới. Sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh. Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, cụ thể nghị quyết số 30 NQTU về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành chương trình hành động với những nội dung cụ thể, trong đó có những mục tiêu phấn đấu cơ bản như tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 8% trên năm so với giai đoạn 2021-2025, đạt khoảng 9%. Trên một năm giai đoạn 2026-2030, GDP bình quân đầu người năm 2030 là 8.550 đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, thủy sản 3,6%, công nghiệp xây dựng 64,1%, dịch vụ 32,3%. Hơn chục ngân hàng giảm lãi suất từ 0,1% đến 0,7% trong 2 tuần qua, đưa mặt bằng lãi suất chung về dưới 9% một năm. Giữa tháng 3, Ngân hàng Nhà nước giảm các loại lãi suất điều hành. Từ đó đến nay, hơn chục nhà băng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm với mức giảm từ 0,1 đến 0,7% một năm. Những đơn vị giảm lãi suất gồm VP Bank, VIB, Sacombank, SHB, HD Bank, Việt Capital Bank, NCB, Kiên Long Bank, Đông Á Bank, Sài Gòn Bank, Việt Á Bank, Ocean Bank, PVCom Bank, Việt Bank và PC Bank.
Tháng 3 giá nhà đất giảm thêm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, song người mua vẫn chờ bắt đáy. Tuy nhiên, theo chuyên gia rất khó dò đáy. Sức mua ở tất cả các phân khúc căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự đều sụt giảm từ 50 đến 90% dù giá nhà đất trên đà giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều chuyên gia khác nhận định năm 2023 chưa phải là cột mốc chạm đáy bất động sản và quá trình dò đáy có thể kéo dài nhiều quý tới, do đây là cuộc giằng co gay gắt giữa bên mua và bên bán trong bối cảnh các bên tham gia thị trường đều tắc nghẽn vốn. Kịch bản này được dự báo còn tiếp diễn nếu thế bế tắc dòng tiền không sớm được tháo gỡ. Đến hẹn lại lên, vào thời điểm này khi hoa nhãn đang bắt đầu nở rộ cũng là lúc báo hiệu vào vụ thu hoạch mật ong từ hoa nhãn. Trên các cánh đồng, vườn trại chuyên canh nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từng thùng ong xếp thành hàng dài, các đàn ong mật đua nhau bay đi tìm hoa, làm mật râm ran cả một khoảng trời. Ở Hưng Yên, nghề nuôi ong lấy mật đã có từ lâu đời, thường tập trung ở các vùng có diện tích trồng nhãn lớn như huyện Quế Châu, thành phố Hưng Yên, huyện Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ. Hiện tỉnh Hưng Yên đang có hơn 10.000 đàn ong với sản lượng khoảng 100 tấn trên năm. Mật ong hoa nhãn là sản phẩm thứ 7 của tỉnh Hưng Yên, được cấp giấy chứng nhận bảo hộ sau tương bần, nhãn lồng, quất cảnh Văn Giang, gà Đông Tảo, chuối tiêu Hồng Khoái Châu, vải lai chín sớm Phù Cừ. Đồng thời hiện nay đã có 6 cơ sở sản xuất mật ong được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Giá trị của mật ong hoa nhãn Hưng Yên vẫn cho giá thành cao từ 90.000 đến 120.000 đồng trên 1 kg đối với mật ong Ý và từ 180.000 đồng đến 200.000 đồng 1 kg đối với mật ong ta bởi chất lượng sản phẩm tốt. Điều này không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà còn khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm của mật ong hoa nhãn Hưng Yên. Năm 2019 mình cũng... Quý vị và các bạn vừa theo dõi những hình ảnh đẹp về Hưng Yên, mùa mật ong hoa nhãn. Đây là đặc sản của Hưng Yên, được thị trường ưa chuộng, giá cao hơn so với các loại mật khác từ 30 tới 50.000 đồng trên 1 kg. Việc xây dựng thương hiệu cho mật ong hoa nhãn Hưng Yên sẽ giúp loại đặc sản này khẳng định uy tín, chất lượng, thêm cơ hội vươn ra thị trường rộng lớn. Vậy thì người nông dân Hưng Yên, họ đã xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên tạp chí Kinh tế Phú Hiến có buổi trò chuyện với ông Lê Thành Phú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Danh Vị, đơn vị đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được công nhận sản phẩm mật ong hoa nhãn OCOP 4 sao, để cùng theo dõi hành trình xây dựng thương hiệu của họ. Xin cảm ơn ông Lê Thanh Phú đã nhận lời tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho ông đó là hiện nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Danh Vị đã có những sản phẩm nào được chứng nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên? Năm 2019 thì công ty chúng tôi được công nhận, được tỉnh công nhận 3 sản phẩm OCOP, là 2 sản phẩm 4 sao là mật ong hoa nhãn và sữa ong chúa, 1 sản phẩm 3 sao là phấn hoa. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu mật ong hoa nhãn của mình được thực hiện như thế nào ạ? Chúng tôi đã chăn nuôi và sản xuất mật ong từ năm tôi 20 tuổi đến năm nay là 51 tuổi. Trước đây là chúng tôi đi nuôi ong theo kiểu là tự phát, xong là hình thành một tổ nhóm gồm độ khoảng mấy chục người đấy, xong mình thu gom mật đưa cho các công ty lớn xuất khẩu. Công ty chúng tôi là được thành lập năm 2017. Lý do tôi thành lập công ty ấy là do biết được cái mật ong hoa nhãn cũng như cái trái nhãn của Hưng Yên, là quả nhãn của Hưng Yên là rất là ngon, thơm ngon và chất lượng. Nhưng cái mật ong thì nhiều người làm thương hiệu nhưng mà nó cũng chưa tới đâu cả, nên tôi muốn là thành lập một cái thương hiệu mình làm cho thật là chất lượng để đưa cái thương hiệu mật ong hoa nhãn của Hưng Yên đến với bà con khắp cả nước và có thể là tiến xa hơn nữa. Vậy thì trong cái quá trình đó thì ông đã gặp những cái khó khăn gì ạ? Trong cái quá trình xây dựng thương hiệu thì gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh thì từ nhiều phía, nói chung nhiều công ty. Cái cạnh tranh thì thực sự thì nó là lành mạnh thì không vấn đề gì, nhưng mà nhiều cái cạnh tranh là chẳng hạn như cái khó khăn nhất là bây giờ là nhiều đơn vị nuôi ong khác thì họ mang ong đến địa phương và đổ đường cho ong ăn để làm ra thành mật. Trong cái đó là mình bán giá, nếu để làm ra 1 kg mật ong chất lượng như mật ong nhãn không, nếu bán bằng giá đó thì nỗ, nếu bán như bằng người ta thì nỗ, nhưng mình vẫn làm là mật ong không có đường để bán, nhưng bán giá cao hơn thì bà con là chê. Nghe người dân thì chỉ nghĩ là mật ong quay trong thùng ra là mật ong thôi, không nghĩ là người ta đêm người ta đổ đường vào người ta cho ăn, hoặc là người ta đổ đường ở chỗ khác người ta mang đến.
Thế cứ bán rẻ thì cứ nghĩ là tốt, có thể là ăn cái đấy thì cái lượng đường trong cái mật ong nó rất nhiều, nên mình muốn là xây dựng một thương hiệu thật sự là sạch để mang đến chất lượng cho bà con. Mật ong không có đường và có đường của mật hoa nhãn thì rất dễ nhận biết. Chẳng hạn là cái độ đường nó ngọt thì nó không bao giờ ngọt bằng hoa nhãn. Nếu mật ong hoa nhãn ăn vào nó phải khé cổ, nhưng mật ong có đường là nhai cảm giác là nó đặc, nhưng mà ăn vào nó chỉ có hơi có mùi thơm thôi. Nhưng mật ong hoa nhãn mà thực sự mật ong hoa nhãn thì rất là thơm, ăn vào khé cổ và thơm rất lâu trong họng. Còn mật ong đường thì nó chỉ thao thảo thôi. Mật ong có đường thường là đặc hơn, mật ong hoa nhãn của chúng tôi là loãng hơn, là do là không đấu trộn cái gì nên là nó loãng hơn. Thưa ông, vậy thì để đảm bảo được chất lượng sản phẩm, giữ vững được thương hiệu trong quá trình sản xuất thì điều gì là điều phải lưu ý ạ? Để mà đảm bảo được chất lượng thì điều lưu ý đầu tiên của công ty chúng tôi là phải nhắc nhở các công nhân là luôn tuân thủ các cái quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, là chăm sóc ong phải đúng các cái chỉ tiêu là công ty đề ra, đã được đào tạo theo làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi những cái chương trình mà để các công ty xuất khẩu đã truyền đạt lại để làm được cái mật xuất khẩu, và không cho ăn các cái chất cấm, nên là không cho ăn những cái gì chẳng hạn là đường hoặc là gì đấy, là chúng tôi không cho ăn, quyết tâm làm nuôi ong sạch không đường. Để áp dụng cái tiêu chuẩn Việt Gáp ấy thì chúng tôi chọn những khu vườn nhãn là đăng ký Việt Gáp, tôi đã hợp đồng với lại bên hợp tác xã nhãn Miền Thiết để là cái vùng nguyên liệu, bên họ cũng đã cấm sử dụng những chất cấm để phun xịt cây nên là ong an toàn. Con ong thì nó rất là nhạy cảm, nó chỉ cần ngửi thấy thuốc nó đã chết rồi, nên mà chết thì nó sẽ rất là thiệt hại, nên chúng tôi thường thường là tôi và anh em có một bộ phận là phải đi trước để kiểm tra và hỏi bà con vùng đó đã xịt thuốc xong chưa, hay là đã gọi là xịt bao giờ, nên an toàn mới đi đến, tại vì đưa cả một tài sản lớn trong một đàn ong như vậy thôi, nhưng có thể là từ 1,5 triệu đến 1,2 triệu một thùng ong, nên là mang một xe ong đến có thể 500 đàn đến một vườn, nếu mà để mà khu vực mà nó ảnh hưởng thì rất là thiệt hại, nên chúng tôi cũng phải đến vùng nào an toàn chúng tôi mới đi. Vậy thì trong thời gian tới hướng phát triển của công ty mình là gì ạ? Công ty chúng tôi là cái chất lượng thì nó là lúc nào tiêu chí chúng tôi đặt lên hàng đầu, thì mình lấy cái hàng về thì chỉ có một loại thôi, không có loại hai. Trong thời gian tới chúng tôi phải gây thêm đàn ong nhiều hơn nữa, tại vì cái thị trường là mình phải đáp ứng cho người tiêu dùng cho đủ, chịu khó di chuyển hơn. Tôi đã đi cũng rất nhiều tỉnh thành rồi, chẳng hạn như là ví dụ như là Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, nói chung là cả lên Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi Yên Bái, Lạng Sơn. Chúng tôi là đi thông qua các chương trình hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, thì có thể là một ngày công ty chúng tôi có khi đi đến 7 cái gian hàng hội chợ và còn vài cửa hàng nữa ở Hà Nội hoặc là các nơi. Thưa ông đã áp dụng các cái nền tảng xã hội như thế nào để có thể quảng bá được sản phẩm ạ? Chúng tôi đã cũng phát triển trên mạng Facebook này, YouTube này, website, sàn thương mại điện tử ấy, sàn bưu điện, Shopee, rồi sàn của Hưng Yên, Vỏ Sò thì cũng đang xây dựng. Chúng tôi cái bán hàng trên mạng và bán hàng như phổ thông thì chúng tôi cái chất lượng nó cũng giống nhau, nói chung là phục vụ rất là nhanh. Còn ví dụ như chúng tôi bán hàng ở thủ đô Hà Nội thì nội thành là chúng tôi bán hàng, kể cả không phải là bán trên mạng đi nữa thì chúng tôi free ship trong nội thành, nên phục vụ thật nhanh nhất đến bà con. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20:15 thứ bảy tuần sau.